Đây là một tấm hình đặc biệt với những con người phi thường. Bộ ba át chủ bài của tình báo Việt Nam: Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn và Đặng Trần Đức. Mà sao mà anh suy nghĩ cái cách suy nghĩ của địch, hành xử cái cách hành xử của địch? Từ năm 1950, Thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức được tổ chức giao nhiệm vụ thâm nhập vào các cơ quan của địch, tìm kiếm và cung cấp hàng ngàn những tài liệu quan trọng cho cách mạng. Ông Ba Quốc đã trở thành điệp viên trong chính cơ quan bảo mật hàng đầu Sài Gòn, Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo. Tôi đã nắm được 30 năm hồ sơ là người của ta đó, làm việc cho địch, hoặc là bị biệt kích, địch phái ra miền Bắc. Nó nằm trong một cái kế hoạch, nó gọi là kế hoạch thành lành. Mình chuẩn bị để quánh ngục đợt 2 á, thì có một cái tay sĩ quan cao cấp của mình nó ra nó hàng giặc. Tôi tìm Tám Hà ba nơi không thấy: Ban Quy Trung ương Tình báo, Tổng Giám đốc Trung tâm Thẩm vấn, Trung tâm Tình báo Hỗn hợp Phòng 2. Sau cuộc tổng công kích, Mỹ không thua ở mặt trận mà thua ngay tại chính nước Mỹ. Vụ ném bom B-52 Hà Nội không phải chỉ là biện pháp đối phó với hậu ký kết mà cả đối với khuynh hướng đè bẹp Cộng sản bằng quân sự tại Mỹ. Thì một cái nguyên tắc quan trọng nhất là đảm bảo được cái liên lạc hiệp báo, giữ được tuyệt đối bí mật. Mình tức thay cho mẹ mình nữa. Rất là giận lắm đấy, giận cho cái cuộc đời mình. Làm tình báo là phải có trí tuệ. Nhưng thứ hai là cái sự trung thành của đất nước, cái lý tưởng. Hai cái đó phải có trong đầu một người tình báo. Làm sao ông có thể đảm bảo an toàn trong suốt 20 năm trời, trong một nơi mà mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tính mạng? Cùng ngược dòng thời gian, khám phá những nhiệm vụ đặc biệt của một con người đầy bí ẩn, nhà tình báo Đặng Trần Đức. Thành phố Sài Gòn rộng lớn, đâu là những người đồng chí của mình? Ai là ta? Ai là địch? Với điệp viên Ba Quốc, kết quả đôi khi đến từ người khiến ông bất ngờ nhất. Thì ông Ba ông tiếp cận với ông Phạm Xuân Ẩn. Thì ông có kể với tôi là tôi tiếp cận tôi lạ lắm cậu ạ. Vì đối với cái chính quyền Sài Gòn lúc bây giờ nó lai căng ghê gớm. Thế nhưng mà người như ông Ẩn thì đúng là người Mỹ hoàn toàn. Ông sống như người Mỹ. Ông ấy đi Border Show như người Mỹ. Mà một phóng viên ở Sài Gòn lúc bây giờ mà đi động dắt một con chó béc xê rất là to đi bên cạnh. Phạm Xuân Ẩn là một nhà báo nổi danh Sài Gòn. Ông nắm giữ trong tay nhiều mối quan hệ rộng khắp cùng những nguồn tin phong phú về chiến sự. Tên tuổi của ông vượt ra khỏi biên giới Việt Nam khi ông cộng tác với các hãng thông tấn quốc tế. Sự nổi tiếng này của ông Ẩn đã khiến ông Ba Quốc chú ý. Khi vào ông Ẩn bảo tôi biết anh là cán bộ của Sở Đảng ủy Trung ương, còn anh sang đây gặp tôi chắc là để mà nắm thêm tin tức. Tôi sẵn sàng, tôi giúp anh. Thì ông Ba Quốc ông ngờ ngợ, ông nói với tôi về tin thì ít, mà ông giải thích với tôi vì sao có nhiều tin thì nhiều. Thì ông Ẩn bao giờ cũng đi ra uống cà phê xong mới ra cái chợ chim và chợ chó trước cửa chợ Bến Thành. Và khi theo dõi sát thì mới thấy ông Ẩn có cái liên lạc hộp thư mật. Thì điều có nghĩa là ông Ẩn là một điệp viên. Những điệp viên của tổ chức nào thì không biết. Là sau khi đảo chánh ngành nghiệp xong rồi thì lúc đó là ông làm bên Trung ương Tình báo. Theo tôi hỏi bên mấy người mà làm giới thiệu cho ông thì nó nói ông là cấp bậc thiếu tá, tên là tá. Nhưng mà thấy cuộc sống ông á, sống rất là gương mẫu, rất là hạ tặng hạ tiện, vợ con gì cũng vậy đó, rồi đi cái xe scooter tức là Vespa cũ mềm màu xanh, hút thuốc lá rẻ tiền nhất, bắp tô xanh đó. Ngoài ra không hút cái gì khác, không có xài gì hết rồi. Trong cuốn sách X6 Điệp viên hoàn hảo viết về cuộc đời thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, tác giả Larry Berman tiết lộ
Ông Ba Quốc đã có những phán đoán về thân phận thật sự của ông Ẩn, ngoài vỏ bọc là một nhà báo quốc tế. Tôi quen Hai Trung, nhưng chỉ biết anh ta là một nhà báo có ảnh hưởng rất lớn đang làm việc cho người Mỹ và có nhiều quan hệ. Tôi muốn tạo quan hệ để moi tài liệu. Tôi báo cáo lên cấp trên về ý định này nhưng rồi nhận được chỉ thị không được liên lạc với anh ta. Lý do duy nhất mà ông Ba Quốc phải cắt đứt liên lạc với ông Phạm Xuân Ẩn chính là vì hai người chung một chiến tuyến. Đó là hai nhà tình báo với những phong cách sống hoàn toàn trái ngược, nhưng cùng hoạt động vì mục tiêu chung, độc lập và thống nhất đất nước. Họ đã quen biết, đã nhận ra nhau chính vì những cử chỉ rất riêng, những tác phong ở những con người cách mạng chân chính. Trong tập tiếp theo, sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, một số kẻ phản bội đã chỉ điểm, cung cấp thông tin cho địch về các kế hoạch tác chiến của quân giải phóng. Đồng chí Ba Quốc có nhiệm vụ truy tìm toàn bộ tài liệu trước khi quá muộn. Trong quá trình tìm kiếm tài liệu, ông đã phát hiện ra những sự thật bất ngờ.